nhà nước xã ơi, cô chú anh chị, bên cạnh đó gia đình của mình mua bánh mì luôn nha, mua bánh mì làm phước cho cá ăn. Một ổ bánh mì như vậy là 20 bạc, mình không có 20 bạc, có thể là 20.000 tiền Việt được. À, lưu ý giùm em, cá ăn bánh mì không ăn bạch ni lông. Bánh mì đây, bánh mì cũ, đừng cá ăn miếng mình miếng nha. Dạ, cẩn thận điện thoại giùm em nha mấy chế. Rồi, nhà mấy xã ơi, làm phước nhiều được phước nhiều nha. Cá đại nè, này hiểu không? Điện thoại làm đi đi không nhỉ? Kè, cá mặt đại kìa ơi. Bánh mì đâu, bán mì cho không vậy? Mấy xã, bên tay trái phía trước cái xã có cá trắng này gia đình. Nhà nước xã ơi, có quan sát được là cái đầu con cá có dấu chấm màu trắng không ạ? Dạ. Có, thấy đây nè, dấu chấm màu trắng trên đầu rồi. Con nào cũng có một cái dấu chấm này. Ăn đi. Nhà mình mê thấy con cá ở đây nó to mà. Có thước sông xanh tay nảy nở trên dòng sông Kawaja. Dạ, mấy con cá nó nhiều khi nó về dòng sông tới bê tông của Việt Nam luôn á anh chị. Anh chị về bên Việt Nam mà thấy con cá nào mà to to là coi chừng. Công ty thủy sản ở Cần Thơ, mấy ông mà ông nói này là phi lê, cái là thấy nó thích, nó thích tay. À, nhà nước xã bên tay phải của mình nè, anh chị chuẩn bị á là chụp toàn cảnh của ngôi chùa Wat Arun nhà mình nha.